Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi từ hành giả thiền sinh ạ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa sư cho con hỏi. Trong trạng thái cận định, lúc đó tâm mình còn nhận biết được tiếng động, âm thanh xung quanh không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Thì một cái người mà mình chú tâm trên một cái đối tượng liên tục ấy, cái tâm của mình nhất tâm trên một cái đối tượng đấy, ngay cái lúc mình chánh niệm tỉnh giác đấy, cái tâm thì các cái những cái âm thanh ấy, nó có sinh lên mình cũng không có quan tâm đến nó, thì chỉ cần như thế là được rồi. Là nó có thể mình lúc mình đang ngồi thiền có những cái âm thanh nó đến mà mình không bận tâm, không quan tâm đến nó, và mình luôn luôn giữ được cái chánh niệm là tốt. Còn khi mà đạt đến một cái mức như là định cận hành, vào đến cận định, thì cái tâm nó chìm sâu hơn vào cái định tướng ấy, thì cái tâm nó có cái sự tĩnh lặng hơn nữa, tĩnh lặng hơn nữa, thì những cái âm thanh đấy nó cũng có thể nó có tác, nó có khởi lên, dù cái vị đấy có nghe thấy nhưng không đi theo cái âm thanh đấy thì đã là được rồi. Còn nếu như là mình còn khi nghe thấy âm thanh gì mình còn chạy theo nó, thì cái lúc đấy cái chánh niệm nó bị gián đoạn và cái định nó sẽ yếu đi. Còn như Đức Phật nói rằng là tiếng ồn là cây gai của thiền, tức là một người mà vào đến sơ thiền rồi, mỗi khi mình hành thiền ở một cái nơi nào đó nó có nhiều tiếng ồn, có nhiều tiếng động, mình cảm thấy nó rất là ức chế, nó rất là bất an, nó rất là khó chịu, nó giống như cây gai nó đâm vào trong tâm mình, trong lòng mình sẽ cảm thấy nó khó chịu. Thì khi mà vào đến sơ thiền ấy, thì có những tiếng động mình vẫn nghe được, nhưng mà lúc đấy mình cảm thấy nó rất là khó chịu, nó rất là làm cho mình nó cứ bị dao động, nó làm cho cái hỷ lạc nó bị gián đoạn. Nên là đôi khi cái tiếng động nó nhỏ thì sẽ không nghe được, nhưng mà có những cái tiếng động nó to quá thì mình vẫn nghe được. Và khi nghe được như thế có thể là mình bị rớt ra khỏi cái thiền đấy trong một tích tắc, nhưng mà mình lại nhanh chóng thể nhập lại được thì cũng không sao, cũng không sao cả. Cho nên là tốt nhất đừng có lắng nghe âm thanh làm cái gì, dù nó có những âm thanh thì mình phớt lờ nằm nơ đi là được, chứ mình không cần phải đi tò mò xem là mình còn nghe được âm thanh hay không. Cái lúc mình khởi lên cái ý định này, ta thử xem ta còn nghe được âm thanh hay không, thì cái lúc đấy mình đã xuất ra khỏi thiền rồi, thì cái lúc đấy mình sẽ nghe thấy âm thanh rõ ràng. Còn mình không có cái ý định đấy là mình đang ăn chú, còn mình khởi lên cái ý định đấy là mình đã rời ra tâm, ra khỏi đối tượng rồi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Tấn. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Vì sao khi sinh ra, Đức Bồ Tát đã biết đây là đời sống cuối cùng và sẽ là bậc cao quý nhất? Nhưng sau đó dường như Đức Bồ Tát đã quên điều này, vẫn lấy vợ, có con và chỉ đến năm 29 tuổi mới xuất gia. Thì một vị Bồ Tát có cái lẽ đó là một cái thường pháp của một vị Bồ Tát, đó là một cái quy luật tất yếu của một vị Bồ Tát khi sinh ra ở kiếp cuối cùng. Thì từ quá khứ cho đến hiện tại và cho đến cả những vị tương lai cũng vậy, khi là một vị Bồ Tát sinh ra ở kiếp cuối cùng, các vị ấy đều biết rõ ràng đây là kiếp cuối cùng của ta. Vị ấy đều đi 7 bước và chỉ tay trên trời dưới đất, và đều nói đây là cái kiếp sống cuối cùng của ta. Thì đấy nó là một cái lẽ thường tình, do cái công đức, do cái huân tu ba la mật trong 4 A-tăng thì kiếp 100.000 đại kiếp đến lúc nó chín mùi, và tự động sẽ phát sinh ra một cái lẽ thường tình đó. Nhưng mà sau đó thì ngài khi các căn tiếp xúc với các trần này, nó các cái tâm thức khác sinh khởi lên, và ngày lại trở lại cái cuộc sống thường tình như một trẻ sơ sinh bình thường khác, thì đó cũng là chuyện bình thường. Có những cái kiếp mặc dù sinh ra không phải là kiếp cuối cùng, nhưng mà ngài vẫn biết, vẫn nhớ lại được những kiếp quá khứ, vẫn biết mình là Bồ Tát. Nhưng mà còn cái kiếp cuối cùng đấy thì cái điều đó nó sẽ sinh lên một cách rất tự nhiên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Tuệ Tấn ạ. Bốn dấu hiệu khi Bồ Tát đi qua cổng thành, già, bệnh, chết và vị xuất gia có phải là điều kiện cần thiết
để cho bất cứ ai có cơ hội suy xét và cầu đạo giải thoát không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Bốn cái dấu hiệu đấy là một cái pháp thông thường của tất cả các vị Bồ Tát ở ở cái kiếp cuối cùng trước khi đi xuất gia, đều thấy một cái tướng già bệnh và chết và một cái hành giả xuất gia. Và thông thường là các vị chư thiên biến hiện ra bốn cái tướng đó, bốn cái tướng già bệnh chết và xuất gia đó để thức tỉnh vị Bồ Tát khởi cái tâm xuất gia. Nhưng cái điều này nó không áp dụng cho những người khác, chỉ áp dụng cho Bồ Tát trước khi tu thành Phật thôi. Còn những vị khác đi xuất gia, mỗi người một nguyên nhân, mỗi người một cái lý do khác nhau. Cũng có, mặc dù vậy vẫn có một số người nhìn thấy cái dấu hiệu của già bệnh chết mà đi xuất gia. Có những người vì thấy người thân mình chết đau khổ quá, nhàm chán cuộc đời thế gian cho nên là từ bỏ gia đình đi xuất gia. Có những người có thể là chỉ thấy người già thôi, như là tôn giả Revata, em út của tôn giả Xá Lợi Phất khi cưới vợ, thì có cái bà già 120 tuổi ra chúc mừng, là chúc cho các cháu sau này già như bà, sống lâu 120 tuổi. Tự nhiên thức tỉnh ra, ôi sau này cô vợ của ta cũng sẽ già như thế này, trông ghê gớm khủng khiếp. Thế thì còn vui thú gì với cái cô này, với cái cô sẽ già bệnh chết này. Cho nên là lúc đấy bị khởi lên cái tâm đi xuất gia ngay tức thì, trốn ngay khỏi cái lễ thành hôn đó và đi thẳng đến rừng keo để xuất gia. Thì của mỗi người xuất gia vì những cái lý do, những cái nguyên nhân khác nhau, nhưng là một vị Bồ Tát thì luôn luôn có một cái lý do chung, đó là thấy bốn cái tướng già bệnh chết và người xuất gia. Thì đấy là một cái pháp thường của tất cả các vị Bồ Tát từ quá khứ hiện tại đến tương lai. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi tiếp theo của hành giả Lê Thị Vân. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi con cúng giảng công đức việc tốt con làm, thì con nên mong cầu điều gì cho mình, bố mẹ, gia đình và người thân của con ạ? Con kính tri ân sư ạ. Khi mà làm một cái việc phước gì đó thì cái điều mong cầu cao quý nhất đó là mình cầu được giác ngộ, được giải thoát, đoạn trừ những cái phiền não. Như là cầu mong cho cái công đức này, thế là cái duyên này để cho con đoạn trừ những cấu uế, những ô nhiễm, những phiền não, để giác ngộ các sự thật, để giải thoát tử sinh, để chứng ngộ niết bàn. Đấy là một cái điều cần phải cầu nguyện để cho những cái pháp ấy nó trở thành những cái pháp ba la mật, những cái thiện pháp đó. Thì cái cầu nguyện cho người khác cô thì mình cũng có thể cầu nguyện như thế, cầu mong cho những người thân con cũng đoạn trừ phiền não, cũng giải thoát khổ đau, cũng giác ngộ chân lý, cũng chứng ngộ niết bàn. Nhưng mà mình cầu ấy thì nó không tác động đến tâm của họ được, mình phải dạy người khác cầu. Ví dụ như là mình phải chia hồi hướng cái phước đó, rồi mình phải hướng cho những người thân đấy là hãy cùng phát nguyện như vậy. Ví dụ hôm nay con đi làm cái việc phước này con đã phát nguyện như thế rồi, bây giờ về nói là cha mẹ và mọi người hãy cùng mà hoan hỷ với cái phước thiện này và hãy cùng phát nguyện như vậy đi để có được cái lợi ích lớn nhất, công đức lớn nhất. Đấy là cái công đức lớn nhất để mình cầu cái pháp vô lậu. Còn mình cầu những cái phước hữu lậu thì vẫn được, nhưng nó không bằng cái phước vô lậu niết bàn. Còn mình cầu sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, có tài sản thì vẫn được. Mình có thể cầu cả hai cũng được, hoặc là chỉ cầu bao nhiêu là tùy mình, muốn cầu bao nhiêu cũng được hết. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thùy Nguyễn. Con kính bạch sư. Dạ, mô Phật, con thưa sư. Xin sư cho con hỏi, lúc con hành thiền hơi thở, con tập trung vào hơi thở và đếm, sau đó con để hơi thở tự nhiên và quan sát. Hành thiền được một lúc, con thấy có bông sen trắng bay lên với khói mờ. Vậy sư cho con hỏi, con hành thiền, con thấy như thế là do con tưởng tượng ra, hay như thế nào ạ? Mong sư giải đáp giúp con cảm ơn sư ạ. Thì đấy là dấu hiệu bắt đầu xuất hiện nimitta. Khi bắt đầu xuất hiện nimitta thì mình sẽ thấy nó có một cái đám mờ mờ như vậy, trắng trắng như vậy. Còn cái hình ảnh đấy là do mình tưởng. Thì mình nghĩ rằng là cái này nó là hoa sen, thì tự nhiên là cái nimitta ấy nó sẽ có cái hình tướng hoa sen. Mình nghĩ ra một cái hình tướng gì khác thì nó sẽ hiện ra cái hình tướng đấy. Vậy thì mình có cái sự quan sát cái nimitta đấy nhiều quá vậy không tốt.
mình hãy bỏ cái sự quan sát cái hình tướng nimitta đấy đi, chỉ cần quan sát hơi thở thôi, đừng đi theo cái nimitta đấy, đừng đi theo cái ánh sáng đấy, mà cứ tiếp tục quan sát hơi thở, bỏ nó, không quan sát đến hình dáng của nó thì nó sẽ không xuất hiện đến cái hình dáng nữa. Đấy là cách điều chỉnh lại như thế thôi, và cứ tiếp tục quan sát hơi thở đi thì dần dần cái ánh sáng đấy nó sẽ sáng rực lên, nó sẽ sáng mạnh mẽ lên nữa. Và cứ thực hành thiền một cách miên mật đều đặn thì dần dần cũng từ cái ánh sáng đấy mình sẽ đi đến đạt được những cái định sâu hơn, như là đạt được cận định, rồi dần dần tiến vào an chỉ định, rồi vào các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đều có thể phát triển từ cái điều đó mà ra. Nên có như thế rồi thì mình cần phải tự tin và tinh tấn thực hành lên thì mình sẽ đạt được. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huyền. Con bạch sư, xin sư cho con hỏi, vòng ngũ sắc có ý nghĩa gì đối với Phật giáo Nguyên Thủy không ạ? Trước đây con chỉ được nghe là chú nguyện y và bình bát, nhưng con lại thấy có một vị sư chú nguyện vào dây làm vòng ngũ sắc nhằm mục đích nhắc nhở giữ giới để không bị đứt giới và tốt cho việc hành thiền của các vị sư và cư sĩ. Như vậy có đúng không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Ngũ sắc xanh vàng đỏ trắng bằng cam, tức là cái màu sắc thì nó chỉ là biểu tượng, cái này chỉ là biểu tượng giống như hào quang của Đức Phật. Đôi khi người ta làm hào quang của Đức Phật, người ta làm hào quang ngũ sắc, rồi đấy cũng là một cái sự tượng trưng giống như cái lá cờ. Như thời bây giờ có cái lá cờ Phật giáo, người ta sẽ làm lá cờ ngũ sắc 5 màu để tượng trưng cho hào quang của Đức Phật. Thì cái đấy nó chỉ là cái pháp tượng trưng thôi, pháp do mọi người tự nghĩ ra để nhớ lại một cái pháp nào đó, thì điều đó không quan trọng, có thể tin theo điều đấy mà không tin theo điều đấy cũng chẳng sao. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trúc Minh. Kính bạch thầy, con có thắc mắc. Con tu theo pháp môn niệm Phật một thời gian thì đi tới cận định. Con có mơ thấy gặp Phật A-di-đà cùng hai vị Bồ-Tát, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Lúc đó con rất rõ ràng và vẫn giữ lời nguyện của mình khi đối trước các ngài. Và con không quen ngồi thiền, nên chỉ hay làm thiền. Mỗi lần con làm niệm Phật như vậy, con thấy cả mặt đất rung động rất nhiều lần, nhưng con vẫn nhiếp tâm vào câu Phật hiệu. Thưa Thầy, cho con hỏi đó là trạng thái gì ạ? Con xin tri ân công đức Thầy. Đó là cái trạng thái của cái tâm nó đi, nó tưởng đến một cái mức khá là mạnh rồi, tức là cái tâm nó đang tưởng ra những cái pháp ấy. Một cái người tu mình thực hành một cái pháp gì đó mà nó chuyên tâm, nó nhất tâm nhiều thì cái tâm nó có thể định tĩnh. Cái tâm định tĩnh thì nó phát ra những cái tướng, những cái quang tướng, như người niệm Phật vậy, niệm Phật gì cũng vậy, cái nhất tâm thì nó cũng đều phát ra một cái quang tướng. Khi cái quang tướng đấy nó mạnh lên rồi, mình nghĩ đến điều gì, mình cảm thấy điều đó nó đang diễn ra như thật. Ví dụ như là mình nghĩ đến Phật Di Đà, mình sẽ thấy hình ảnh của Đức Phật Di Đà hiện ra, mình cảm thấy như thật ấy. Có thể là mình nghĩ đến Quan Âm thì mình thấy Quan Âm hiện ra, rồi mình nghĩ đến sự rung động thì thấy cái sự rung động nó hiện ra. Thì tất cả những cái sự nó biến hiện ra đấy đều là do cái tâm của mình nó biến hiện ra thôi. Và mình đi theo cái biến cái quang tướng hay là những cái ảo, những cái cảnh đấy, những cái cảnh đấy, những cái tướng đó là mình sẽ bị ảo tưởng, sẽ bị hiểu lầm, sẽ bị lầm tưởng ấy. Rồi dần dần nó sinh ra hoang tưởng, rồi dần dần nó sinh ra loạn tưởng, rồi dần dần mình sẽ đi đến cái sự mà bị khùng khùng lên, rồi mình cứ nghĩ mình làm bậc này bậc kia, đấy nó đều phát sinh ra từ đấy hết. Và cái điều đấy sẽ nguy hiểm, điều đấy sẽ nguy hiểm hơn là có lợi ích. Và mình cần phải từ bỏ hết những cái tưởng đấy đi, không được đi theo bất cứ cái tưởng đấy. Và thực hành cái pháp môn nào thì mình phải thực hành cho nó có một cái hệ thống, có bài bản. Cái niệm Phật mà có cái định tâm rồi thì mình hãy dừng lại và tiếp tục thực hành những cái pháp cao hơn, như là thực hành về niệm về tứ đại ấy, để thấy được thân này là đất nước lửa gió, hay là niệm về cái đất, về 32 thể trược trên thân này đi này,
mình thấy được cái thân này nó bất tịnh này, niệm về tắc chết đi, thì có nhiều nhiều những cái pháp khác để tu tập làm cho để phát triển cái tâm cao thượng hơn, chứ mình không nên trú ở một cái pháp đó rồi nó sinh ra những cái ảo tưởng mê lầm mà mình không biết, thì điều đó lại làm cho mình thối đọa trong cái pháp mà đáng lẽ mình phải tiến hóa, nhưng mà mình lại không tiến hóa, mình lại bị những cái tưởng đấy nó dẫn dắt, mình bị thối đọa xuống mà mình không biết, điều đó lại đáng tiếc. Nên là thận trọng đừng đi theo những cái cảnh nó hiện ra đấy nữa, mà tiếp tục thực hành những cái pháp khác đi để mình nhớ, diệt trừ những cái ảo tưởng đấy đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Con thưa sư, xin sư giải đáp cho con một số câu hỏi sau ạ. Khi thiền đã vào định, thì trạng thái của thân và tâm lúc đó như thế nào ạ? Nhận biết của các giác quan đối với các cảnh trần như thế nào? Tai có còn nghe thấy tiếng, thân có nhận biết sự xúc chạm hay không? Hay lúc đó thân tâm cách biệt hẳn với cảnh bên ngoài? Nó có nhiều pháp thiền khác nhau, cho nên là cái mức độ cảm nhận của mỗi cái pháp thiền nó sẽ khác nhau. Có những cái pháp thiền mà một cái người mới tu tập thì nó khác, mới đang phát triển chánh niệm tỉnh giác, chưa đạt được cái gì cả, thì nó cũng bình thường như cái tâm dục giới này, những cái tâm gì đó nó cũng vẫn sinh khởi lên. Nhưng khi mà một cái người đấy vào đến cận định thì nó khác, cận định mà của một pháp như thiền niệm Phật, đạt đến cận định thì sẽ khác, cái tâm luôn luôn ghi nhớ các ân đức Phật, thì lúc đấy nó sẽ lìa những cái giác quan khác, nó không chạy theo các cảnh trần nữa, thì trừ khi những cái cảnh trần nó tác động quá mạnh vào, ví dụ như có cái gì đó tác động mạnh vào thân thì vị đó vẫn cảm nhận thấy, và có khi làm cho vị đó rơi ra khỏi thiền, xuất ra khỏi thiền và vị đó lại cởi lại cái tâm dục giới bình thường, hay là vị đó vào sơ thiền chẳng vậy, vị đó ni dục hoàn toàn thì cái và toàn thân vị đó thấm nhuần một cái trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh. Thế thì cái tâm của vị đó sẽ nhận biết một đối tượng liên tục và nó có cái sự kinh an nhẹ nhàng hỷ lạc sung mãn cả thân, và cái sự kinh an nhẹ nhàng hỷ lạc sung mãn cả ở nơi tâm, nơi thân và nơi tâm đều có sự hỷ lạc kinh an sung mãn như thế. Đấy là ở sơ thiền. Nhưng mà sơ thiền thì nó khác, nó rất gần với năm thiền cái, nó có thể rơi xuống cận định và khởi sinh nên những cái tâm dục giới dễ dàng. Vậy nên một người nên nhị thiền thì cái định nó thâm sâu hơn một mức nữa, nó lại xa lìa năm thiền cái hơn, nhưng nó cũng gần với tầm tứ, nên nó có thể rơi xuống sơ thiền lúc nào cũng hay. Nếu như mà bị tác động cái ngoại cảnh bên ngoài nhiều thì cái định nó yếu đi, nó lại rơi xuống, hay là nên tam thiền thì mức độ định nó lại thâm sâu hơn, tứ thiền nó lại sâu hơn nữa, rồi đến các tầng thiền vô sắc nó lại mức độ thâm sâu hơn. Nhưng mà những cái mức định, những cái tầng thiền ở chứng thường tình này thì nó vẫn còn thọ còn tưởng, vì vậy cho nên là khi có những cái hỷ thọ nó vẫn cảm nhận được cái hỷ thọ, khi có lạc thọ nó vẫn cảm nhận được lạc thọ, nếu như đến lúc đấy có cái gì đó tác động lên thân đau đớn nhức mỏi đấy, thì nó không rõ ràng, nhưng mà đôi khi nếu như mà một cái vị đó mà có một cái sự tác động bất ngờ nào đó ở trên thân, thì vị đó bị cái tác động đó như một tiếng động hay là bị ai đó động lên người, thì vị đó sẽ xuất ra khỏi định, khi xuất ra khỏi định vị đó sẽ cảm nhận được những cảm thọ trên thân, còn cái lúc mà đang an trú ở trong cái an chỉ ấy, thì vị đó không cảm nhận thật cái cảm thọ gì, lúc ấy có thể là đau chân nó cũng không cảm nhận được cái đau nữa, còn khi nó cảm nhận được cái đau thì lúc ấy nó rơi ra khỏi cái sát na an chỉ đấy mà nó rơi xuống cái tâm dục giới. Nhưng mà cái vì lúc đấy nó vẫn có thọ có tưởng, tâm nó rất là tỉnh táo, thì ở cái mức thiền đấy nó khác. Còn ở cái pháp thiền gọi là diệt thọ tưởng định, cái pháp thiền mà chỉ có bậc A-la-hán, bậc Bất Lai mới nhập được ấy, thì pháp thiền đấy nó không còn thọ, không còn tưởng nữa, thì cái pháp thiền đấy nó mới khác. Nhưng mà vào được cái pháp thiền diệt thọ tưởng định ấy, thì vị đấy không biết đau đớn nhức mỏi gì. Nếu như người ta có đè cả một cái núi đá lên người, vị đó không chết. Nếu như người ta có tẩm xăng, người ta đốt chất củi nên người ta đốt, vị đó không cháy. Vị đó không chết bất cứ một cái hình thức gì, không cảm nhận, không nhận biết, không nghe âm thanh, không cảm xúc gì, thì đấy là ở cái tầng thiền diệt thọ tưởng định, thì chỉ có tầng thiền đấy thì mới hoàn toàn vô tri vô giác, không biết gì, còn lại ở những cái tầng thiền khác thì còn tri còn giác, nên là nếu có cái gì tác động thì nó vẫn biết, thì đấy là nó có sự khác nhau giữa các cái tầng thiền tùy theo vị đó trú vào cái tầng thiền gì.
thì cái này nó không giống nhau được, nên nó có khác nhau ở cái pháp thiền mà vị đó đang thực hành. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hà Đình Hải. Đạt đến tầng thiền nào thì có thể phân tích được thân tứ đại, phân biệt các sắc trong thân? Người nào thực hành thiền tứ đại mà đắc được cận định của thiền tứ đại thì sẽ phân biệt được các cái sắc ở trong thân tứ đại này. Nếu như một người mà chứng đến tứ thiền hơi thở rồi nhưng chưa có thực hành thiền tứ đại, vị ấy vẫn không phân biệt được sắc, vị ấy vẫn không thấy được cái sắc chân đế ở trên thân trên tâm. Và khi vị ấy nhập vào tứ thiền hơi thở rồi, vị ấy phải suốt ra tứ thiền đấy, vị ấy thực hành thiền tứ đại và vị ấy phải nỗ lực thực hành một thời gian nó mới đắc được thiền tứ đại nhé, chứ không phải là mình đắc được tứ thiền hơi thở rồi mà mình hướng đến thiền tứ đại mà nó đắc ngay đâu. Vậy mà vì đó vẫn phải tập từng cái đặc tính một của cái thiền tứ đại đó, rồi phải tập thuần thục một thời gian sau, rồi vị ấy mới chứng được cận định của thiền tứ đại. Khi vào đến cận định của thiền tứ đại một cách thuần thục rồi, vị ấy mới nhìn sâu vào trong thân này, một cái khối trong suốt này nó mới tan ra, rồi những cái hạt sắc nó vỡ ra dần dần từ hạt to thành hạt nhỏ, rồi bắt đầu mình nhìn vào một cái hạt nhỏ nhất nó không thể vỡ được nữa, thì lúc đấy nó mới là hạt Kanapa. Rồi phân tích tứ đại trên hạt Kanapa đấy mình thấy nó có đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất, thì lúc đấy nó mới là cái hạt sắc chân đế. Vậy có những người không thực hành qua các thiền tầng thiền định, như là không thực hành thiền hơi thở nhưng họ thực hành trực tiếp vào thiền tứ đại, họ quan sát các cái đặc tính của tứ đại rồi chứng được cận định thì họ cũng thấy được các hạt Kanapa. Vậy có vậy đấy là cái người gọi là đi thẳng vào thuần quán mà hay là đi qua cận định của thiền tứ đại là có thể quan sát được các hạt Kanapa đấy. Đấy là cách thứ hai, chứ không phải là mình cứ nhìn thấy cái hạt bay bay ở trên mũi mình đấy là cả Kanapa, nó không phải đâu, mà khi phải phân tích được tứ đại trên các cái hạt đấy thì lúc đấy nó mới là sắc pháp được. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hà Đình Hải. Con thưa sư, các đệ tử của Phật đã đạt đến tầng thiền cao nhất, diệt thọ tưởng định và vào niết bàn, nhưng không phải là Phật chánh đẳng chánh giác. Vậy sự khác biệt giữa đạo quả của Phật và các đệ tử của ngài là gì ạ? Con kính tri ân sư ạ. Sự chứng đắc này thì nó có cái giống nhau, có cái sự khác nhau. Như là một vị A-la-hán chứng đến đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì có cái sự giống nhau, đó là đoạn trừ các lậu hoặc. Thì Đức Phật cũng thế, cũng chứng tuần tự, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì cũng tương tự như thế, sơ quả đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, nhị quả làm bụi được tham sân si, tam quả đoạn trừ được về dục ái và sân hận, tứ quả thì đoạn trừ hết cả 10 kiết sử, năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử. Thì các vị A-la-hán cũng vậy mà Đức Phật cũng vậy, đấy là cái giống nhau, đó là lậu tận không còn phiền não, đoạn trừ phiền não giống nhau, nhưng sự cái trí tuệ giác ngộ khác nhau, tuần tự có thấp có cao. Có vị A-la-hán thường chỉ có tam minh lục thông mà không à có chỉ có tam minh thôi mà không có lục thông, mà không có tuệ phân tích. Có những vị A-la-hán thì có tam minh và lục thông nhưng không có tuệ phân tích, có tiên nhãn tâm minh, túc mạng minh và nậu tận minh, có lục thông. Nhưng có những vị A-la-hán thì có tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích, thì đấy là những vị A-la-hán có tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích đã rất là cao thượng rồi, nhưng mà cái minh đấy nó lại có mức cao thấp khác nhau. Ví dụ như là túc mạng minh của một cái vị A-la-hán thường có thể nhìn thấy 100.000 đại kiếp, nhưng mà cũng có những vị thì thấy tới một a tăng kỳ kiếp, một a trăm ngàn đại kiếp cơ. Đấy là cái túc mạng minh. Cũng mỗi cái minh nó lại có cái mức độ khác nhau. Nhưng mà cái cũng là cái minh đấy ở nơi Đức Phật thì khác. Đức Phật sẽ thấy không có giới hạn về những cái kiếp quá khứ, nên là có thể thấy tới một a tăng kỳ kiếp, 10 a tăng kỳ kiếp, hàng trăm a tăng kỳ kiếp cũng được. Vì cái trí tuệ, vì cũng là cái minh, vì nhưng cái minh của Đức Phật thù thắng hơn, cao thượng hơn, vượt cái giới hạn của các vị A-la-hán khác. Như Tôn giả Tán Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng là những bậc có thần thông
có trí tuệ cao đấy nhưng không bằng Đức Phật được. Đức Phật có cái mức độ thần thông cao hơn. Ví dụ như là Đức Phật có thể thể hiện được song thông một lúc mà hóa được cả ra nước và lửa, nhưng tất cả các vị A-la-hán khác không ai làm được chuyện này, chỉ có Đức Phật mới làm được chuyện này. Đấy là một cái sự khác nhau mà chỉ có Đức Phật mới có được, đó là Đức Phật có thể thể hiện được song thông. Cái thứ hai là Đức Phật có thể nhập định mà đại bi mà biết được hôm nay mình sẽ độ ai, biết được ai là cái người có duyên với pháp có thể ngộ được đạo. Cho nên là hàng ngày Đức Phật sẽ nhập định đại bi rồi ngài mới thấy được ai là cái người có duyên, và ngài có thể là trực tiếp đến để tế độ người đó, hoặc ngài biết hôm nay cái người đấy sẽ đến để gặp ta và ta sẽ tế độ người đó bằng cái pháp môn gì. Thì cái đấy là chỉ có Đức Phật mới có, mà các vị A-la-hán khác không có cái năng lực khả năng trí tuệ đấy. Hay là chỉ có Đức Phật mới biết được cái ba la mật, cái căn tánh, cái căn quyền của những chúng sinh, cái người này có cái đức tin mạnh hay tinh tấn mạnh, có niệm, có định, có tuệ, cái gì nó mạnh hơn, cái người này đã thực hành những cái pháp ba la mật gì trong quá khứ và bây giờ người ta sẽ thực hành cái pháp gì, nghe cái pháp gì thì sẽ đắc đạo. Thì Đức Phật mới có cái năng lực đấy. Chỉ có Đức Phật mới biết là người này phải thực hành cái pháp này trong cái khoảng thời gian này sẽ đắc đạo, cái người này đời này sẽ đắc đạo hoặc đời sau mới đắc đạo, thì được Đức Phật mới biết được như vậy. Còn các vị A-la-hán khác không có cái khả năng đấy. Các vị A-la-hán không biết được người này có ba la mật về cái pháp nào, phải cho họ tu cái pháp nào để cho họ đắc đạo ngay. Nhưng ngài Xá Lợi Phất ấy, độ một vị đệ tử mà dạy vị đó thực hành một cái pháp thiền quán 32 thể trược suốt 3 tháng, cái vị đó không hề chứng thiền, không đắc được cái gì cả, không đắc được thiền và không đắc đạo, để mới dẫn đến Đức Phật. Nhờ Đức Phật dạy, thì Đức Phật chỉ dạy vị đấy trong một nửa ngày thôi, từ một buổi chiều cho đến đêm hôm đấy là vị ấy đắc A-la-hán ngay, vì Đức Phật biết là cái người này không thể quán cái pháp bất tịnh được, cái vị này phải quán cái pháp thanh tịnh cơ. Thì Đức Phật mới biết là vị này không ưa bất tịnh mà vị này ưa những cái thanh tịnh, nên là Đức Phật cho cái vị đấy mặc đồ đẹp, ăn đồ ngon, ngồi ở cái nơi rất là đẹp và quán một cái pháp rất là đẹp, đó là quán hoa sen, quán cái màu đỏ của hoa sen rất là đẹp, rất là óng ánh thù thắng. Rồi vị ấy mới đắc thiền. Còn quán thể trược vị ấy không đắc, vị đó sợ cái bẩn, vị đó thích cái đẹp nên là phải dùng cái pháp đẹp. Thì đấy là cái khả năng đấy chỉ Đức Phật mới làm được, Đức Phật mới có mà không ai có được, biết được cái tâm tánh, cái căn tánh của chúng sinh như vậy. Thì cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật gọi là toàn giác trí là thế. Còn các vị A-la-hán khác là thì cái sự giác ngộ là có giới hạn, còn Đức Phật cái sự giác ngộ là vô giới hạn. Cái đoạn trừ phiền não thì giống nhau, nhưng cái trí tuệ cao thấp thì khác nhau. Thì Đức Phật là có cái trí tuệ cao hơn, vượt trội hơn các vị A-la-hán khác, cho nên gọi là Đức Phật toàn giác. Còn các vị A-la-hán khác không được gọi là Đức Phật toàn giác được. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Tham Mạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Bất cứ ai muốn đi xuất gia cũng được, hay phải qua sự tuyển chọn gì không ạ? Cái sự đi xuất gia, tuyển chọn, nếu mà nói đến cái từ tuyển chọn thì chỉ là căn cứ xét theo có những cái người đủ tiêu chuẩn xuất gia hay không đủ tiêu chuẩn xuất gia thôi. Những cái người đủ tiêu chuẩn xuất gia là những cái người như là không có mù điếc ngọng câm ấy, lục căn đầy đủ ấy, không có mắc nợ ấy, hay là cái người không có phạm pháp luật, hay là được cha mẹ cho phép, cái người không được cha mẹ cho phép. Đấy là căn cứ vào những cái quy định mà Đức Phật cho là cái người như thế là đủ tiêu chuẩn xuất gia. Còn có những người không đủ tiêu chuẩn xuất gia, nên là cái người đấy là người vô nhân, mù điếc ngọng câm, cái hình tướng nó bị khiếm khuyết gì đó, tàn tật gì đó không phù hợp, hay là bị vướng mắc vào những cái gì đó mà chưa thể xuất gia được. Thì cái trong giới luật của Đức Phật thì chỉ có những cái tiêu chuẩn như vậy thôi. Nhưng mà khi một cái vị đó đi xuất gia đến một cái môi trường nào đó thì nó còn tùy thuộc vào cái vị thầy ở nơi đó sẽ nhìn nhận cái vị này. Tức là có những vị thầy sẽ có cái trí biết nhìn nhận là cái vị này có thật tâm xuất gia hay không thật tâm xuất gia, có cái niềm tin
Trong giáo pháp hay không có cái niềm tin trong giáo pháp, vị này đi tu trong đi xuất gia có sẽ đem lại cái sự lợi ích, đem lại cái niềm tin cho mọi người làm lợi lạc cho Phật pháp này, hay cái người này đi xuất gia sẽ làm cho cái giáo pháp này, cho cái môi trường tu này bị hỗn loạn. Ví dụ như có những người, người ta đầy đủ những cái tiêu chuẩn như Đức Phật đã nói, nhưng mà có nhiều cái tính cách nó không phù hợp, như là cái người đấy là quá là thô lỗ, có cái tánh sân nó quá lớn, hay là có cái tánh tham, hay là có cái tánh ngã mạn nó quá lớn, hay là có cái tánh hay nói xấu chia rẽ mọi người, sống ở đâu sẽ mâu thuẫn không hòa hợp, sung mãn xung khắc với những người xung quanh, thì có thể là cái vị đấy, cái vị thầy đã tu lâu năm và vị ấy có kinh nghiệm biết nhìn nhận người này có thể nên cho vào đời sống tu tập được, nhưng mà cũng có thể vị đấy sẽ nhìn nhận biết rằng cái người này không nên cho vào cái đời sống tu tập được, thì có thể là vị đấy nhìn nhận theo cái tính cách của cái vị đó mà có nhận cái vị đó vào xuất gia hay không nhận cái vị đó vào xuất gia, hoặc là cái vị thầy đấy sẽ biết được là mình có thể dạy được cái người này hay không. Mình có thể dạy được cái người này thì mình sẽ nhận, mình không dạy được người này thì mình sẽ bảo người đấy hãy đi tìm một vị thầy khác phù hợp hơn. Ví dụ như là có những cái vị thầy thì hiền quá mà có cái người đệ tử thì lại hung dữ quá chẳng hạn, thế là cái đệ tử đấy lại bắt nạt cái người thầy thì sao? Có thể vì vậy cho nên vị thầy thì nhìn thấy cái người này và có cái dữ tướng quá nên không dám nhận, có thể là có cái trường hợp đó. Có thể là sẽ có những, thì cái việc đi xuất gia thời Đức Phật nó khác. Đối với Đức Phật thì Đức Phật cũng biết nhìn nhận như thế, Phật biết rằng à cái người này mình có thể độ được, bởi vì Đức Phật là bậc vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, có thể những cái tướng cướp hay là những người hiển trí, những cái bậc có thượng căn thượng trí hay là những cái bậc đần độn ngu si, nhưng ngài quan sát, ngài nhìn nhận, ngài biết là mình có thể độ được người này. Nhưng mà cũng có trường hợp Đức Phật biết là mình không có duyên với người này, phải sai người kia đi độ. Có những trường hợp Đức Phật lại phải sai ngài An Nan, hoặc sai ngài Tán Lợi Phất, hoặc là sai ngài Mục Kiền Liên đi, vì Đức Phật biết là cái người này nó mới có cái nhân duyên với người kia, nó mới có thể độ người kia được. Đấy là cái trí tuệ của Đức Phật thì có thể nhìn nhận bằng cách đấy. Còn những cái vị tỳ kheo về sau này chăng nữa không có cái trí tuệ nhìn xa trông rộng như thế thì nhận theo cảm tính. Thế là cái vị đấy nhìn nhận theo cảm tính, biết rằng à cái người này đến xin xuất gia mình cảm thấy hoan hỉ, mình cảm thấy cảm mến và mình có thể nhận cái người đấy làm đệ tử. Thì có, nhưng mà cũng có người mình biết là à, cái người này mình cảm thấy không phù hợp, thì có thể là lại phải bảo cái vị đấy ở đi đến một cái môi trường khác. Đấy là cái sự tuyển chọn, nó có thể là trên cái khía cạnh như vậy, trên cái mặt nhận định như vậy, chứ còn không có cái sự tuyển chọn giống như người đời. Tuyển chọn một cái người làm một cái công việc, làm một cái nhiệm vụ gì đó căn cứ vào cái trình độ, căn cứ vào cái bằng cấp, hay là căn cứ trên một cái mặt nào đó để xét tuyển, để tuyển chọn một người ở bên ngoài thì khác, còn những người vào trong đạo tu tập thì nó lại khác. Nó là do cái tâm của cái người cầu đạo và tâm của cái người tiếp nhận cái vị đó vào trong đạo thì nó chỉ khác nhau vậy thôi, có cái sự chấp nhận hay không chấp nhận lẫn nhau mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Tham Mạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Chỉ cần tu một pháp cũng đi đến giải thoát. Sao Đức Phật không dạy một pháp thôi, mà Ngài lại dạy nhiều pháp để làm gì? Con xin tri ân sư ạ. Một pháp cũng là tu một pháp đi đến giải thoát, nhưng mà Đức Phật dạy tới 84.000 pháp, có rất là nhiều pháp. Thì vì cũng giống như là mỗi người ở trên đời này có một cái bệnh nó khác nhau, nên là phải có nhiều cái loại thuốc khác nhau, nhiều cái phương thuốc khác nhau để chữa các cái bệnh đó. Thì cái pháp của Phật giống y như là những cái thuốc chữa bệnh tâm ấy. Ở trên thế gian này thì người ta có bệnh về thân, nhưng mà mỗi người phải dùng cái thuốc khác nhau để mà điều trị. Nhưng mà cũng chỉ là cái thuốc này có thể điều trị được bệnh cho người này, nhưng cái thuốc đấy lại không điều trị được bệnh cho người kia. Vì vậy cho nên với người kia thì cái pháp này nó phù hợp với người này nhưng nó không phù hợp với người kia. Nên Đức Phật phải chế ra một cái
thuốc nó phù hợp với cái bệnh khác nhau. Đấy chính là cái lý do mà có, vì cái tâm tánh của con người ta nó còn phức tạp hơn là cái bệnh về thân thể này rất là nhiều. Với thân này đã trăm ngàn loại bệnh khác nhau, trăm ngàn loại thuốc khác nhau rồi, nhưng mà cái tâm tánh ấy, cái bệnh về tâm ấy nó lại còn khác nhau nhiều hơn cái thân này nữa. Người này có tâm tánh như thế này thế kia. Chính vì vậy nên là Đức Phật mới thuyết ra nhiều phương pháp, nhiều pháp môn khác nhau như vậy, để cho ai phù hợp với pháp môn nào thì mình thực hành cái pháp môn đấy. Như là ai có cái mỗi bệnh này sẽ có một thuốc và khác nhau để điều trị những cái phiền não của con người mà thôi. Thì vậy nên càng nhiều pháp càng tốt chứ không phải là không tốt. Vậy một người có thể học rất là nhiều pháp, nhưng có thể đến khi mình thực hành mình sẽ giác ngộ trên một cái pháp nào đó, và tùy theo tùy duyên của mình. Dạ, con thưa sư, con xin được đón câu hỏi của hành giả Phật tử. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Các Phật tử tại gia muốn cầu bình an cho gia đình và cầu siêu cho vong linh người đã mất thì cần phải làm như thế nào ạ? Con cảm ơn sư ạ. Một Phật tử tại gia muốn cầu bình an cho mình, cầu siêu cho người mất. Cái cầu an ấy, thì cầu an ở đây là mình cầu một cái phước lành nào đấy, như là được sống lâu này, không có ảnh hưởng gì đến cái tuổi thọ này, được mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ. Thì cái cách cầu an tốt nhất đó là cái cách mà mình tạo ra được cái nhân của cái sự bình an đó. Nên là một cái người đấy mình thọ trì giới thứ nhất, không sát sinh, thì cái thọ mạng của mình được bình an, mình không có bị mà đấy là mình gieo được một cái nhân bình an về thọ mạng, không có bị chiến tranh, không bị tật bệnh và không bị mất mạng do một cái rủi ro tai nạn gì đó. Và cái quả đấy nó sẽ trổ ở trong tương lai chứ nó không thể có ngay tức thì được. Hoặc là cũng nhờ cái sự giữ giới đấy mà mình cũng có được cái bình an trong hiện tại, cũng có thể có. Hoặc là mình thọ trì giới không trộm cắp thì tài sản của mình không bị đe dọa mất mát, không tà dâm thì cái gia đình của mình không bị ly tán mất hạnh phúc, không nói dối thì mình không bị lừa dối, không uống rượu thì mình không bị điên cuồng mê loạn. Vậy thì cái người mà thọ trì tam quy ngũ giới là sẽ có đầy đủ sự bình an rồi. Hay Đức Phật dạy là ngày nào hành thập thiện, ba hạnh nghiệp thanh tịnh ấy là ngày cát tường. Vậy thì cái ngày nào mình giữ năm giới hay là giữ 10 điều thiện lành ấy, thì cái ngày hôm đấy là ngày tốt, ngày đẹp, và đấy là cái sự bình an nó sinh ra từ đó, sinh ra từ cái sự giới mà làm việc phước, chứ không phải là cầu xin mà có ai ban cho được. Còn cầu siêu cũng y như cầu an, cũng từ cái việc thọ trì giới đó, và cộng với việc lễ Phật tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, bố thí cúng dường, tất cả những công đức, những thiện nghiệp mà mình đã làm ấy thì mình hồi hướng cho người mất thì là thành cầu siêu. Chứ không phải là cầu siêu là có một cái bài kinh, một cái pháp môn nào đấy mình lập cái đàn tràng rồi tụng cái bài kinh này là mình có thể phá được địa ngục, mình có thể nôi được cái người dưới địa ngục lên thiên đường được. Không có cái pháp đó, mà chỉ có pháp là mình hồi hướng chia cái phước đấy đến những thân bằng quyến thuộc đã mất, chung chung như thế, rồi ai hoan hỷ, ai cảm nhận được thì người đó được phước, được hưởng phước, phước đấy sung mãn đến lúc cận tử thì vị đó được siêu sinh về cõi an lành thôi. Thì cầu siêu là vậy, cầu an cũng như vậy. Cầu an thì mình hướng cái phước đấy cho người sống là cầu an. Cầu siêu là mình hướng cái phước mà mình đã tạo đấy cho người chết thì đấy là cầu siêu. Cùng một cái việc đấy, vừa cầu an vừa cầu siêu được như nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh. Bạch sư, con có câu hỏi. Kiếp này con một lòng quy y Tam Bảo, có niềm tin mãnh liệt vào giáo pháp. Con nguyện cho con những kiếp sau không bị rơi vào tà kiến của các tôn giáo khác. Thì lời nguyện ấy có thành hiện thực được không ạ? Phải làm sao để những kiếp sau không rơi vào tà kiến, gặp được chánh pháp ạ? Con xin tri ân sư ạ. Kiếp này mình phải nỗ lực phát nguyện như thế là cũng là một cái nhân, nhưng mà cũng còn phải tạo những cái nhân khác nữa. Như là ở đời này nếu như mình mà thấy ở đâu có chánh pháp, mình phải thân cận, mình cần phải thọ trì mà cần phải thực hành chánh pháp đấy ngay, để cho cái nhân duyên đấy nó sâu dày. Chứ bây giờ mình
thấy chánh pháp mình bỏ qua, mình cứ nguyện là để kiếp sau gặp nạn mới thọ trì, thì cái điều đó nó sẽ mơ hồ hơn. Sao mình không thọ trì chánh pháp ngay đời này đi? Vậy thì đời này mình hãy thọ trì chánh pháp, nỗ lực hết mình đi, đừng làm những cái việc gì khác nữa, buông bỏ hết đi để mà thọ trì chánh pháp, để cho cái duyên của mình với chánh pháp nó thâm sâu mãnh liệt lên, mạnh mẽ lên. Rồi trong cái quá trình thực hành chánh pháp ấy, mình sẽ phát nguyện thêm nữa, đó là đời đời kiếp kiếp sẽ nguyện thọ trì chánh pháp như thế này, không muốn bao giờ gặp những cái tà pháp nữa, thì cái nguyện đấy nó sẽ mạnh hơn. Còn nếu như bây giờ thực sự là mình thấy chánh pháp mà mình không thực hành, mà mình còn bỏ qua, mình không học, thì đời kiếp sau cái tâm hướng đến pháp này nó sẽ yếu đi một mức nữa. Thì ngay trước mắt mình đây mình còn chả thực hành nữa, huống chi là đến đời sau, liệu sinh ra trên đời còn chánh pháp đâu mà thực hành. Mình sinh ra ở một cái gia đình tà kiến, mình sinh ra ở một cái quốc độ tà kiến, mình sinh ra ở một cái thời không còn chánh pháp, thì lấy gì mà thực hành? Dù mình có nguyện thì nguyện, nhưng mà mình vẫn không gặp được chánh pháp. Còn nếu như mà mình thấy là đời này mình hãy thực hành chánh pháp, rồi mới phát nguyện đến đời sau cũng thực hành chánh pháp thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Liên Hoa. Dạ con kính bạch sư, con tự thấy mình là người có tâm sân rất lớn, và khi thấy người khác hơn mình thì khởi lòng ghen tị. Mặc dù chỉ trong chốc lát thôi ạ, khi con nhận ra và tác ý thì lòng ghen tị sẽ hết. Nhưng ngay lúc đó sinh khởi, con không ý thức được ạ. Con xin sư từ bi chỉ dạy cách để đối trị các bất thiện tâm ạ. Con xin tri ân sư ạ. Thì một cái người mình nhận ra được cái tâm bất thiện đấy, đấy là một cái trí tuệ rồi. Có những người người ta không nhận ra được mà người ta còn thích thú với những cái tâm bất thiện đấy, thì cái điều đó mới nguy hiểm. Mình nhận ra nó đã yếu đi một phần, tức là cái người có tàm có quý, khi mình khởi lên một cái tâm sân, mình cảm thấy hổ thẹn và cảm thấy ghê sợ về tâm sân đấy, thì tâm sân nó sẽ yếu đi. Khi mình khởi lên một cái tâm ghen tị, mình cảm thấy hổ thẹn ghê sợ, nó sẽ yếu đi. Vậy cái tâm tàm quý này cần phải được khởi lên nhiều lần, nó là một cái hữu hiệu nhất để chế ngự cái tâm bất thiện đó. Còn ngoài ra mình muốn diệt trừ được cái tâm sân hay cái tâm ghen tị đó ở cái mức độ cao hơn, thì phải thực hành thiền tâm từ bi hỷ xả. Như là hàng ngày mình có thể thực hành, khi mình ngồi thiền mình hình dung ra một cái người mình kính mến, hoặc là một đám đông người nào đấy, mình tác ý là cầu mong cho họ thoát hiểm nguy, cầu mong cho họ được an vui. Niệm niệm như thế, đấy là lòng từ, và cái lòng từ đấy thực hành liên tục thường xuyên, nó sung mãn lên và nó trở thành cái tâm tánh của mình mạnh mẽ lên rồi, thì cái tâm sân sau này nó sẽ rất ít khởi lên hoặc nó không khởi lên nữa. Còn tâm ghen tị là khi mình thấy người khác hơn mình ghen tị, thì bây giờ mình phải thực hành thiền tâm xả, đó là mình hướng vào một cái người mà người ta thành công, xong là mình tác ý cầu mong cho họ không phải xa lìa thành công đó là được, cầu mong họ không xa lìa thành công là được. Đấy, trong mọi nơi mọi lúc mọi khi đi đứng nằm ngồi, tâm mình luôn luôn an trú chánh niệm tỉnh giác tưởng niệm như vậy, quán đến tất cả những người ở xa ở gần, người thương người ghét mình, đều có cái khía cạnh thành công gì đó, mình đều mong muốn cho họ không phải xa lìa những cái thành công đó, thì mình hoan hỉ với sự thành công của người khác, dần dần nó sẽ nhu nhuyễn, nó sẽ thuần thục lên, và sau này mình sẽ không còn ghen tị nữa. Thì cần phải rèn luyện, cần phải được thực hành một thời gian lâu dài sau thì nó mới có cái hiệu nghiệm, nó mới có kết quả được, chứ không phải là mình nghe thấy vậy, mình nghĩ như vậy mà nó thành tựu ngay, mà cần phải có công phu, cần phải có thời gian để thực hành, và cần phải có cái chí nguyện kiên trì thực hành lâu dài thì nó mới thành tựu được cái điều đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Ánh. Thưa sư, con mới bắt đầu tu tập thì con nên tu tập thế nào để đạt được sơ thiền ạ? Con cảm ơn sư nhiều ạ. Muốn tu tập để đạt được sơ thiền, thứ nhất là mình phải nếu mà đạt đến sơ thiền thì phải có một cái sự thực hành miên mật, công phu chuyên cần, nên là phải có một cái chú xứ thích hợp, ở một cái môi trường thích hợp, và phải có một cái vị thầy có kinh nghiệm hướng dẫn nữa, và mình phải thọ trì một cái pháp thiền nào đấy và thực hành miên mật. Bên cạnh đó mình cần phải có một cái sự buông xả cao đối với
tức là không có ưa thích công việc, không ưa thích hội chúng, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, có phòng hộ các căn, có tiết độ trong ăn uống, có cái niềm tin, có cái sự tinh tấn, có cái chánh niệm tỉnh giác, có cái nhất tâm và có cái trí tuệ thì mới thành tựu được. Chứ mình thiếu một trong những yếu tố ấy rất khó thành tựu. Mình cần phải làm sạch nội ngoại xứ, tức là mình phải sống trong cái môi trường thanh tịnh thân tâm bên trong bên ngoài, quân bình năm căn đấy, tín tấn niệm định tuệ không quá mạnh không quá yếu đấy. Rồi mình cần phải làm những cái thực hành một cách thiện xả mạnh liên tục hàng ngày. Nhưng cái việc có chứng được hay không nó còn tùy duyên. Có những người dù có nỗ lực hết mình, dù có đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi rồi, nhưng mà chưa đủ các cái duyên, các cái ba la mật, nó cũng chẳng chứng được. Ví dụ như là một người nhị nhân thì không chứng được, hay là một cái người đấy, có những người có thể tu tập chứng đắc được cái tầng thiền đấy trong thời gian ngắn, một tuần hoặc một tháng hoặc một năm, nhưng mà cũng có người phải tu tới 10 năm, 20 năm, 30 năm, đời này hoặc đời sau mới thành tựu được. Đấy, ngay một cái pháp sơ thiền thôi đấy, nó sẽ không giới hạn một cái thời gian cố định nào hết, vì mỗi người thế là mỗi khác nhau. Có những người thực hành một thời gian rất ngắn thành tựu được, nhưng cũng có người phải thực hành một thời gian rất dài mới thành tựu được. Nên cái việc tốt nhất là mình chỉ cần khởi lên cái ý định là ta sẽ thực hành phát triển hết khả năng mình, còn thành tựu chứng đắc được đến đâu thì tùy duyên, chứ đừng đặt ra cái mục đích là phải thành tựu cái kết quả đó, vì đến lúc nó không thành tựu được thì mình sẽ bất mãn. Cái cầu bất đắc là khổ mà, mình mong cầu đến lúc không được thì mình lại sinh ra oán thán khổ sở, tại sao hành gian khổ như thế, vất vả như thế mà không chứng, thì lúc đấy lại mất niềm tin. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Trúc Nhi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa sư, con hay có những giấc mơ với những cảnh không tốt, đấu tranh sân hận. Đó có phải là những bất thiện mà con đã gieo sâu trong tiền kiếp? Nó đã ăn sâu trong tiềm thức của con, nên bây giờ trong những lúc không làm chủ được tâm thức, những bất thiện đó lại hiện hữu phải không ạ? Và khi con ở trạng thái cận tử nghiệp, nếu con không còn được tỉnh táo, thì con sẽ dễ rơi vào trạng thái tâm thức như những giấc mơ khi con ngủ có đúng không ạ? Con nên làm thế nào để tránh được tâm thức xấu đó trong con ạ? Con thành kính tri ân những lời giảng của sư ạ. Có những cái mơ đó là mà mình hay có những cái ác mộng ấy, những cái mơ giấc mơ dữ, ví dụ như là mình hay bị đuổi bắt hay có cái cảm giác sợ hãi bất an trong lúc ngủ ấy, đấy là do cái tâm lý hàng ngày của mình luôn luôn có cái tâm bất an đấy. Có nhiều người ta có nhiều những cái trạng thái tâm bất an, ví dụ như là mình luôn luôn sợ hãi, mình luôn luôn nghĩ rằng mình có nhiều kẻ thù, mình nghĩ rằng có nhiều cái người ác, người ta đang ý đồ, người ta muốn làm hại mình, hay là có nhiều cái quỷ thần ác nó hại mình, có nhiều cái giặc cướp ác nó làm hại mình. Cái người hay lo sợ quá về bản thân thì khi ngủ nó sẽ hay sinh ra những cái ác mộng. Vậy cái mà để hóa giải được cái ác mộng đó là thực hành thiền tâm từ. Hành thiền tâm từ là mình có cái từ tâm với tất cả chúng sinh, mình coi tất cả chúng sinh là những cái người thân của mình. Thì tự nhiên mình sẽ thấy trên cuộc đời mình không có kẻ thù. Thì cái những cái tư tưởng về cái sự hận thù ấy rất là nó từ trong sâu trong tiềm thức nó hết đi, thì trong giấc ngủ mình sẽ không còn ác mộng nữa, không còn đấu tranh, không còn ác ý nữa. Còn mình còn cái tư tưởng bất an đó là do trong tâm mình còn nhiều ác ý, mình cứ hay nghĩ người này là kẻ thù, người kia là kẻ thù của mình, nên là mới bất an như vậy. Khi nào mình có cái từ tâm với tất cả chúng sinh vô lượng vô biên rồi, không còn ai là kẻ thù của mình nữa thì hết ác mộng. Vậy thì phải thực hành thiền tâm từ thì sẽ hết ác mộng. Cần thế thôi, chứ đừng nghĩ sâu xa quá là cái đấy là nghiệp thiện bất thiện, quá khứ tương lai gì hết. Nó cũng có thể là có những cái tập khí ở trong quá khứ mình đã từng sinh làm những cái loài này loài kia, thì trong luân hồi lục đạo, trong các cái cảnh giới khác nhau, thì những cái loài sống mà nó ăn thịt nuốt ăn nuốt loài bé là chuyện bình thường. Có thể mình đã từng sinh vào những cái loài súc sinh ở những cái cõi mà đã từng săn bắt nhau, đã từng đuổi bắt, đã từng ăn thịt nhau rồi.
mình làm cái thì luôn luôn có sự bất an như vậy, có thể sinh lại đời này nó vẫn còn sự bất an như vậy, nhưng cái này vẫn hóa giải được bằng thiền tâm từ chứ không phải không hóa giải được. Thì mình hãy quên cái suy luận nó quá sâu rộng đi, mà hãy chỉ cần nghĩ rằng vì mình có những cái trạng thái tâm bất an thì bây giờ hãy đối trị cái tâm bất an đó nặng bằng cái thực hành cái pháp thiền này. Vậy một thời gian sau là sẽ hết, nên Đức Phật mới dạy thiền người hành thiền tâm từ thì ngủ trong an lạc, thức trong an lạc, được người yêu kính, chư tiên yêu kính là như vậy đó. Dạ, con thưa sư, con xin trả câu hỏi của hành giả Thiện Hạnh. Con bạch sư, xin sư cho con hỏi thế nào là bố thí ba la mật? Con nghe có thầy giải là khi cúng dường hay bố thí thì cứ thế mà làm, không được nói cho ai biết. Nếu mà nói cho ai biết thì không phải là bố thí ba la mật. Con kính tri ân sư ạ. Mật ở đây, cái từ ba la mật ở đây là phải hiểu theo cái nghĩa của tiếng Pali, tiếng Phạn, chứ không được hiểu theo cái nghĩa của nghĩa đen, nghĩa bóng của tiếng Việt. Mật theo cái nghĩa của tiếng Việt thì là bí mật, và nhiều người người ta hiểu theo cái nghĩa đó thì nó không đúng với pháp. Còn theo cái nghĩa của Pali thì hay là cái nghĩa là đến bờ bên kia, tức là bố thí ba la mật, tức là cái pháp bố thí đấy vì cái mục đích cầu đạo giải thoát, tức là hướng đến cái đạo chấm dứt khổ đau ấy, hướng đến cái bờ giải thoát, bờ bên kia tức là cái bờ chấm dứt tử sinh, cái bờ vô sinh bất tử, còn cái bờ bên này là sinh tử luân hồi. Vậy ai có cái ước nguyện, có cái mong cầu chứng niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử, khi người đó làm cái việc gì vì đó, luôn luôn mong cầu cái điều đó thì là ba la mật. Ví dụ khi bố thí vì đó nguyện chứng niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử thì đó là bố thí ba la mật. Vậy cái lúc bố thí ba la mật mình phải nguyện cầu, mình khởi lên cái nguyện cầu đó. Còn cái việc mình nói cho ai là hay không là do mình. Ví dụ mình muốn chia phước đến ai thì mình nói đến người đó, thì cái ba la mật của mình không mất đi, mình vẫn thành tựu pháp ba la mật. Còn bố thí xong im lặng không cần nói cho ai biết, mà mình nghĩ rằng bố thí ba la mật đấy là ba la mật, thì đấy là si, đấy là ngu si chứ không phải là ba la mật. Bố thí với một cái tâm tà kiến ngu si, bố thí xong rồi không dám nói cho ai biết, sợ bị nộ, mình có làm cái điều gì xấu xa đâu mà sợ bị nộ cái chuyện đó. Nên hiểu theo cái nghĩa đấy là hiểu theo cái nghĩa của người ngu á. Nếu người trí thì phải hiểu theo cái nghĩa khác, đó là cầu đạo niết bàn, là ba la mật chứ không phải là bí mật. Dạ, con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Phật tử Khuynh Heng YouTube ạ. Dạ, con bạch sư, trong bài kinh sư vừa giảng, vị đệ nhất giới luật và vị đệ nhất kinh tạng đã đắc A-la-hán chưa ạ? Nếu đã đắc A-la-hán, tại sao các vị vẫn còn tranh cãi nhau vì những chuyện nhỏ như vậy? Con xin tri ân sư ạ. Vị này không phải là đệ nhất giới luật, không phải đệ nhất kinh tạng nhé, mà là vị chỉ kinh và vị chỉ luật, tức là một vị luôn học về luật tạng và một vị luôn học về kinh tạng. Các vị ấy mới là những người đang học chứ chưa hành. Với lúc đấy các vị chưa hành thiền. Nếu như các vị hành thiền rồi các vị sẽ không cãi nhau nữa. Các vị này là những vị sơ cơ mới tu thôi, mới tu là còn đang học những lời dạy của Đức Phật và chưa chứng đắc được một cái gì hết. Lúc ấy các vị chưa chứng thiền, chưa chứng đạo quả, chưa chứng cái pháp thượng nhân gì, cho nên là mới còn thích cãi nhau như vậy. Chứ còn lúc đấy các vị chỉ cần chánh niệm hành thiền thôi là đã không bỏ qua chuyện đó, gác qua chuyện đấy một bên, không đỗi hơi đâu mà đi cãi nhau mấy cái chuyện dở hơi đấy được. Nhưng mà sau này khi mà Đức Phật đi vào trong khu rừng an cư xong rồi, Đức Phật đi về tịnh xá, thì tất cả những vị tỳ kheo ấy đến sám hối nơi Đức Phật, đều đến sám hối hổ thẹn ghê sợ những điều tội lỗi ấy. Rồi Đức Phật thuyết pháp và Đức Phật hướng dẫn cho các vị ấy tu tập, về sau này các vị ấy đều chứng A-la-hán hết. Mặc dù ở cái thời điểm ấy các vị ấy cãi nhau như vậy, tranh cãi nhau không có khoan nhượng như vậy, nhưng sau này các vị ấy hối hận những điều đó và quay lại tu tập thì đều đắc đạo quả hết. Và đấy là cái lúc đấy thôi, cho nên là bây giờ dù có thấy những cái vị nào người ta mâu thuẫn cãi nhau tí cũng thông cảm cho người ta, mới tu tập còn phiền não, mai mốt người ta vẫn tu vẫn chứng A-la-hán được, thì các vị ấy cũng thế mà, thì nó là như vậy. Dạ, con thưa sư,
Con xin đặt câu hỏi của hành giả Thu Ngân trên Facebook ạ. Con xin đảnh lễ sư, kính mong sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau. Nếu trong một nhóm có một vị không đồng quan điểm chung của nhóm, vị ấy luôn làm theo ý mình, được người lớn tuổi khuyên nhiều lần mà vẫn không thay đổi. Kính mong sư chỉ dạy cho con cách nào để hòa hợp cả nhóm. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Một người mà luôn luôn sống theo quan điểm của mình, không hòa hợp với mọi người, thì mọi người thì một cái người có trách nhiệm nào đấy sẽ nhắc nhở người đấy bằng những cái sự nhắc nhở nhẹ nhàng, tức là mình dùng những cái lời dịu dàng để nhắc nhở, rồi nhắc nhở những lời dịu dàng không được thì nhắc nhở bằng những cái lời gay gắt. Nhắc nhở bằng những cái lời gay gắt không được, mình sẽ nhờ những cái người khác nữa nói với cho vị đó thay đổi tư tưởng ấy, và những người khác nói nữa mà vị ấy không thay đổi tư tưởng đấy thì mọi người giữ im lặng với vị đó, không nói gì với vị đó nữa, chỉ cần thế thôi. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Từ Nhiên. Con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Trong căn tánh có tánh thiện, tánh ác. Tại sao căn tánh lại có hai tánh thiện ác ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tánh thiện, tánh ác. Thiện thì chia ra rất nhiều loại thiện khác nhau, ác chia ra rất nhiều loại ác khác nhau. Tâm thiện, tâm ác, ví dụ như trong cái tâm ác ấy nó có tâm tham là ác, tham dục là ác, tham tà kiến là ác, tham ái là ác, hay là ngã mạn là ác, cái tâm sân giận là ác, ganh tị là ác, bỏn xẻn là ác, hối hận là ác, rồi cái tâm phóng dật là tâm ác, rồi cái tâm hoài nghi, nghi ngờ những cái pháp có thật thì đó cũng là tâm ác. Vậy thì trong ác là nó phân chia nhiều loại ác như vậy thì phải phân chia rõ ràng ra. Còn trong thiện nó có nhiều cái thiện khác nhau, thiện do mình tránh cái điều ác thì đó là thiện, thiện do mình làm cái việc thiện thì đó là thiện, thiện do mình hiểu ra sự thật thì đó là thiện, thiện do mình đoạn trừ những cái phiền não thì đó là thiện, thiện do mình có cái tâm thanh tịnh thì đó là thiện. Thì có rất nhiều cái loại thiện khác nhau, ác có nhiều ác, thiện có nhiều thiện khác nhau, nhưng mà nói chung chung lại là thiện ác thôi, chứ còn mình phân tích ra thì nó thiện lại ác lại có rất nhiều cái mức độ khác nhau nữa. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Phật tử Hà Nội ạ. Dạ thưa sư, xin sư cho con hỏi. Tam thân của Phật ở trong cùng một thân ngũ uẩn hay ở trong ba thân ngũ uẩn khác nhau ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tam thân Phật đây là cái pháp mà trong kinh Đại Thừa Phát Triển thì hay nói đến tam thân Phật. Đúng, cái gì cái pháp tam thân đấy, trong Phật giáo Nguyên Thủy không có nói đến tam thân Phật này, và cái quan niệm tam thân Phật chẳng để làm gì cả. Cái gì tam thì tốt nhất là mình không nên có cái quan điểm về tam thân Phật, mà chỉ có cái quan điểm về ân Phật thôi, ân Đức Phật. Đức Phật là bậc xứng đáng được cúng dường, là bậc thánh biến chi minh hạnh túc thiện thế thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự thượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Mình chỉ cần hiểu như thế về Đức Phật là được rồi, hoặc là hiểu về cái 10 nực của Như Lai, 4 vô sở úy của Như Lai, về những cái ba la mật để tác thành Như Lai, chỉ cần hiểu như thế là hiểu về Phật rồi, không cần hiểu về tam thân Phật nữa. Thì tôi cũng quên mất tam thân Phật là gì, mà trước kia thì tôi học về kinh Đại Thừa mới có, kinh Nguyên Thủy không có cái từ tam thân Phật đấy, nên là không cần phải đi tìm hiểu tam thân Phật làm gì, mà hãy tìm hiểu các ân Đức Phật đi. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Thiền Sinh. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Sư có thể dành một tuần một buổi hoặc nửa tháng một buổi chỉ dành cho tất cả các Phật tử chúng con đặt những câu hỏi đến sư để chúng con giải sự thắc mắc và sự không hiểu ở chúng con có được không thưa sư? Con xin tri ân sư ạ. Điều đó thì có thể được, nếu như
mọi người có nhiều câu hỏi thì sư sẽ dành một buổi để chỉ trả lời những câu hỏi đấy vẫn được. Mình như là một buổi giảng kinh, một buổi để trả lời các câu hỏi thì cũng được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Thị Hiền trên Facebook ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch sư, con tu học Bắc tông nhưng con muốn tụng kinh, học kinh thì tụng kinh nào được ạ? Con xin tri ân sư ạ. Kinh mà tốt nhất đó là tụng các cái kinh bảo hộ, như là kinh kinh Phước Lành, kinh Châu Báu, kinh Lòng Từ, kinh những đấy là những cái kinh mà mình có thể tụng hàng ngày, hoặc là mình học hết cả 11 cái bài kinh Barita, kinh bảo hộ đấy bằng tiếng Bali và tiếng Việt, tụng đọc. Thì những cái kinh đấy là những cái kinh mà mình có thể áp dụng và tụng đọc hàng ngày, nó sẽ bảo vệ mình khỏi những cái rủi ro nguy hiểm, có những cái năng lực thù thắng mà do chính Đức Phật đã thuyết giảng. Mà những kinh đấy lại rất là ngắn và dễ học, dễ hiểu, dễ thực hành, thì nên học những kinh đấy. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Hỏa Phụng trên Facebook, trên YouTube ạ. Con giữ năm giới thì có cần phải ăn chay mới là giữ năm giới không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Không cần ăn chay vẫn giữ được năm giới, ví dụ như mình không sát sinh, nhưng mà khi mình vẫn có thể ăn thịt ăn cá, với điều kiện là mình phải mua những cái đồ đó người ta đã làm sẵn rồi thì được, chứ mình không được mua một con vật sống về để sát sinh thôi. Vậy thì cái việc ăn chay không liên quan gì đến việc giữ giới, mình có thể giữ giới mà không ăn chay vẫn được. Còn ăn chay để giữ giới thì đấy là tùy mình, đều được nhé. Người ăn chay cũng giữ giới được, mà người không ăn chay cũng giữ giới được. Công đức giữ giới ấy là như nhau. Còn cái chuyện ăn chay ăn mặn thì không có liên quan gì, không có hơn thua nhau gì ở cái chuyện ăn chay ăn mặn hết. Dạ con thưa sư, đã hết tất cả các câu hỏi trong phần hỏi pháp và chính pháp ngày hôm nay ạ. Người hồi hướng. Idam me punyam asang vakajam vaham hotu idam me punyam nibbana sa phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.